Chương Nguyện Hồn Ai Sáng tác năm 1940 Tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Hemingway Gồm 2 tập 43 chương Nội dung phản ánh cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Tây Ban Nha chống phát xít Franco Bảo vệ chế độ Cộng Hòa Nhân vật chính là Robert Jordan Một chiến sĩ người Mỹ chiến đấu trong lữ đoàn quốc tế tham gia cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít trong kế hoạch tấn công nhằm giải phóng một vùng lãnh thổ Tây Ban Nha của sư đoàn số 14 do tướng Gonzer, người Nga chỉ huy, Robert Jordan được lệnh phối hợp với một nhóm du kích đặt mìn phá hủy một chiếc cầu để chặn viện binh và đường rút lui của địch. Anh lên đường đến Villa Conejos tổ chức kế hoạch đánh cầu. Tại đây, mối tình sâu nặng giữa anh và cô du kích Tây Ban Nha xinh đẹp tên là Maria đã nảy nở. Tình yêu đó giúp cho hai người nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa cuộc sống và công việc họ đang làm. Nhưng bỗng Robert Jordan nhận thấy bọn phát xít đã đánh hơi được cuộc tấn công và đang ráo riết bố trí đợt phản kích. Anh cử ngay Andres mang báo cáo về ban chỉ huy sư đoàn đóng ở Nava Serada, đề nghị thay đổi kế hoạch tác chiến và cho ngừng việc phá cầu. Song thật không may, do nhiều chắc trở lẽ ra đoạn đường chỉ cần đi trong 3 giờ. Andres phải đi mất cả một ngày. Khi bức thư của Robert Jordan tới tay Gonzer thì cũng là lúc những chiếc máy bay ném bom đầu tiên mở màn cho trận đánh đã xuất hiện trên bầu trời. Robert Jordan đành cho nổ mìn phá cầu theo kế hoạch cũ rồi dẫn đội du kích rút lui. Dọc đường anh bị gãy chân, vết thương quá nặng, anh quyết định từ giã đồng đội và người yêu, ở lại ngọn đồi, cạnh chiếc cầu bị phá, chiến đấu cầm chân địch cho đội du kích rút lui an toàn. Thông qua việc miêu tả hoạt động của một nhóm du kích dưới sự giúp đỡ của một chiến sĩ cộng hòa người Mỹ, Trung nguyện hồn ai, một mặt ca ngợi cuộc kháng chiến kiên cường của dân tộc Tây Ban Nha vì hòa bình tự do, mặt khác phản ánh tinh thần quốc tế cao quý của các chiến sĩ thuộc lữ đoàn quốc tế đã cùng nhân dân Tây Ban Nha chiến đấu bảo vệ chính nghĩa, dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang tràn ngập khắp nơi. Hemingway đã nắm bắt rất nhanh và phản ánh sắc sảo một vấn đề trọng tâm của nhân loại những năm 30 của thế kỷ 20 là nguy cơ bành trướng của chủ nghĩa phát xít. Tác phẩm của ông tố cáo tội ác man rợ của bọn Franco lên tiếng đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít khi nó mới trỗi dậy. Đồng thời, bằng cách nhìn, cách nghĩ mới mẻ, nhà văn còn cố gắng giải quyết mối quan hệ giữa nhân dân và lịch sử cũng như những vấn đề về sự sống, cái chết, tình yêu chỗ đứng và trách nhiệm của mỗi con người trong xã hội mà thực tế của cách mạng Tây Ban Nha đã đặt ra. Bên cạnh những mặt đặc sắc về nội dung, tập sách còn có nhiều đóng góp về nghệ thuật. Điểm nổi bật trong phong cách nghệ thuật của Hemingway là chất chữ tình chứa chan trong tác phẩm. Ông cố gắng đi sâu miêu tả vẻ đẹp tâm hồn của các nhân vật, những con người nhiều suy tư, có cá tính gây ấn tượng mạnh mẽ. Những đoạn độc thoại nội tâm của các nhân vật và những dòng chữ tình ngoại đề trong cuốn sách đã khiến cho cốt truyện chuông nguyện hồn ai tưởng như đơn giản lại trở nên sinh động, phong phú, kết cấu tác phẩm cũng thêm phần linh hoạt. Chuông nguyện hồn ai là một trong những cuốn tiểu thuyết xuất sắc của Hemingway cũng như của văn học hiện đại Mỹ.